Hoàng Vy xin cảm ơn quý vị vẫn tiếp tục theo dõi chương trình sự kiện trong ngày của Sài Gòn TV trên băng tần 57.5. Thưa quý vị, và liên quan đến những cái hoạt động đi tranh cử của cựu Tổng thống Donald Trump vào cuối tuần vừa rồi, có khán giả đã bình luận gửi về chương trình và đã email nữa và nói rằng là tại sao giờ này mà truyền thông vẫn còn nói tới ông Trump chi vậy? Một nhân vật mà đã bị truy tố và đã bị kết tội là tội phạm hình sự. Nhưng mà thưa quý vị, cái chuyện ông Trump gặp những cái rắc rối pháp lý ở tòa án là một cái chuyện khác, và chuyện ông đi tranh cử là một chuyện khác. Thậm chí là ở Mỹ, quý vị đã biết rồi, một người mà đang ở trong tù vẫn có thể tranh cử tổng thống là một. Cái thứ hai, hiện nay hai nhân vật là Trump và Biden chuẩn bị ra so găng vào ngày 5 tháng 11. Không nhắc về ông Trump, không nói về ông Biden, vậy thì sẽ nói gì về bầu cử nước Mỹ? Và nhiều khi dù là quý vị thích hay không thích ông Trump, hay là quý vị phản đối ông Biden, hoặc là quý vị không đi bầu, và trong cái ngày 5 tháng 11 sắp tới thì hổng chừng một trong hai nhân vật này sẽ là ông chủ của tòa Bạch Ốc trong cái nhiệm kỳ sắp tới đây, và sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến toàn bộ cái cục diện của nước Mỹ. Quý vị biết rằng nếu mà ông Trump đắc cử tổng thống, tất cả những chương trình nghị sự từ trong nước cho đến đối ngoại của nước Mỹ sẽ thay đổi hoàn toàn. Ông hứa mà, ông mà lên á, là ông sẽ đảo ngược tất cả những cái sắc lệnh hành pháp của ông Biden, từ kinh tế cho đến di dân, mọi thứ, và thậm chí là tình hình đối ngoại, sẽ cắt không có viện trợ cho Ukraine nữa. Cố vấn an ninh quốc gia của ông Trump là ông John Bolton đó, có nói là nếu mà ông Trump đắc cử đó thì những cái chính sách của Mỹ trên chính trường quốc tế sẽ không còn đẹp nữa đâu. Sẽ không có còn đẹp nữa, sẽ không có cái gọi là liên minh nữa đâu. Và nếu như ông Biden đắc cử tổng thống thì sao? Thì quý vị cũng chấp nhận một điều rằng là vị tổng thống của dân chủ này sẽ có những cái chương trình rất là cấp tiến. Có thể một số quý vị bảo thủ sẽ không ưa, nào là cái gì gọi là biến đổi khí hậu, nào là phải hưởng ứng để giải quyết vấn đề về năng lượng xanh, nào là xe điện sạch. Trong khi đó, nước Mỹ còn cần phải giải quyết nhiều chuyện hơn. Nào là phải rót tiền để viện trợ cho Ukraine, rồi sau đó là đến Israel. Trong khi đó, dân Mỹ đang phải đối phó với lạm phát như thế nào? Thì đó là những tranh cãi hiện nay, và người dân Mỹ sẽ phải quyết định và hết sức tỉnh táo trên lá phiếu của mình. Chúng tôi nhiều lần nói là giữa hai cái khó, phải lựa cái ít khó hơn. Cho nên không thể nào nói rằng là trời ơi, thời buổi này đến đâu rồi mà còn nhắc về ông Trump chi nữa, hoặc là còn nói gì về ông Biden chi nữa. Hoàng Vy nhận được rất nhiều những cái lá thư như vậy, và cũng xin một lần trả lời với quý vị, nếu không nhắc về hai lão tướng này, vậy thì sẽ nhắc về ai trong các cuộc bầu cử tổng thống vốn rất sôi động và thu hút sự chú ý không chỉ các người dân Mỹ mà cả người dân trên toàn thế giới? Tất cả nhất cử nhất động, những cái thở dài, những cái nứt cục của nước Mỹ, đặc biệt là về tài chính, nó sẽ làm rung chuyển cái hệ thống tài chính toàn cầu. Trở lại với cựu Tổng thống Donald Trump, vào cuối tuần vừa qua có vẻ như ông đang chia trí. Nếu như ông Biden đang tập trung toàn bộ sức lực ở trại David để mà gạo bài, mai dùi kinh sử, chuẩn bị ngày thứ Năm bước lên sàn đấu để mà đấu võ mồm hay là đấu khẩu đó, tranh luận trực tiếp với lại ông Trump, thì ông Trump chia trí. Vào cuối tuần vừa qua, thưa quý vị, vào thứ Bảy, ông vẫn đến Philadelphia và gặp gỡ những người ủng hộ mình. Chúng tôi đã thưa rằng là bên chiến dịch tranh cử của ông Trump có nói rằng ông Trump việc gì mà phải chuẩn bị. Ông chả cần chuẩn bị gì hết á. Ông chỉ cần bước lên võ đài và mở miệng và nói như một cái máy là chắc chắn là ông sẽ thắng. Nhưng mà không chuẩn bị về fact, về dữ liệu, về sự kiện, mà ông có những cái bước chuẩn bị khác, chuẩn bị cho những người ủng hộ ông. Một, chắc chắn ông sẽ thắng. Còn nếu như ông thua thì ông bị CNN xử ép, hoặc là Biden chơi thuốc. Chút nữa chúng tôi sẽ nói thêm một chút về những cái diễn tiến mới nhất trong ngày thứ Hai hôm nay. Trở lại cái chuyện ông đến Philadelphia, cựu Tổng thống Trump đi gặp gỡ người dân đó, thì ông có bất ngờ dừng ở một cái nhà hàng về steak ở địa phương đó, có tên là Tony and Nick Steak. Thưa quý vị, có một cái câu chuyện là ông đã có một cái cử chỉ đẹp. Ông tip luôn cho nhà hàng này 500 đô la Mỹ, và kèm theo trên cái receipt đó, ông ghi là no tax on tips, có nghĩa là không có đánh thuế những cái tiền tip, tiền dịch vụ như thế này. Và ngay lập tức quý vị biết là nhân viên của nhà hàng và chủ nhà hàng gần như sướng rơn luôn. Và nó nối tiếp những cái lời hứa của cựu Tổng thống Trump gần đây. Ông hứa nhiều lắm, quý vị biết rồi. Đối với giới CEO, giới giàu sụ, thì ông hứa rằng bầu cho Trump này sẽ có thêm những cái ưu đãi về thuế. Tôi có thêm 4 năm nhiệm kỳ, quý vị có thêm tiền trong túi. Ông đi đến Nevada, đến Las Vegas. Ông nói với những cái nhân cử tri ở đó vốn là chủ yếu hoạt động trong ngành dịch vụ, bầu cho Trump thì quý vị sẽ không bị đánh thuế trên tiền tip. Và thậm chí là ông còn hứa với người dân là nếu tôi có 4 năm nữa thì quý vị sẽ không phải đóng tiền thuế thu nhập nữa, no income tax, mà thay vào đó tăng 10% thuế nhập cảng, hoàn thuế quan đó, để mà rồi bù đắp cho cái phần thu của ngân sách của liên bang. Và chúng tôi đã nói rằng nhiều chuyên gia về kinh tế nói chuyện này là impossible, không thể thực hiện được. Có những cái lời hứa nó chỉ là hứa hẹn hão huyền mà thôi, và gần như không thể thực hiện được, thưa quý vị. Thì trở lại về cái chuyến ông đến Philadelphia, chủ của nhà hàng mừng rơn, thưa quý vị. Và sáng ngày thứ Hai hôm nay, họ nói trên Fox News là ôi, ông Trump đã đến, tiếp rất là hào phóng, trả lời tất cả những câu hỏi của người vây quanh, rồi ký tên lên trên tất cả những cái gì mà người hâm mộ ông đưa, từ nón, từ áo, tất cả mọi thứ. Và họ nói rằng là ông Trump là một ứng cử viên tuyệt vời và chắc chắn là chúng ta phải đi bầu để mà ông ấy thắng vào cái cuộc bầu cử sắp tới. Thì đó là một trong những cái câu chuyện mà ông Trump đã đến đây. Ông cũng có hỏi đám đông đang vây chung quanh mình là muốn ai làm phó tổng thống nào mấy em? Thì mọi người đã la to lên là JD Vance, JD Vance, là thượng nghị sĩ bên phía đảng Cộng Hòa đó, và một trong những cái ứng cử viên mà gần đây đang cực lực thể hiện để mà có thể lọt vào mắt xanh của cựu tổng thống Trump. Ông cũng nói vào hôm cuối tuần đó, ông nói rằng tôi đã quyết định được nhân vật làm phó tướng cho tôi rồi. Nhưng mà ông không công bố. Ông vẫn để cho mọi người, tò mò và đoán già đoán non về nhân vật sẽ được ông chọn làm phó tướng, thưa quý vị. Nhưng mà có một điều rằng người ta nói rằng giữa những cái ứng cử viên hiện nay đó, thì có lẽ nhiều người vẫn cho là bà Nikki Haley, là cựu đại sứ Mỹ tại Liên Hiệp Quốc á, vẫn nên là một nhân vật mà ông Trump không thể bỏ qua để chọn phó tướng. Bà là một nhân vật mà có những cái quan điểm khá là gần, đi đến cái mức độ trung dung á, ôn hòa hơn. Bà vẫn là một Cộng hòa bảo thủ, nhưng mà nó ôn hòa hơn về những vấn đề về quyền phá thai của người phụ nữ, về những cái chuyện mà về súng ống, rồi về những cái chuyện về luật bầu cử. Và người ta nói rằng bà Nikki Haley có thể thu hút được cái lá phiếu của những người không có bầu cho bên phía Dân Chủ, nhưng mà cũng không có bầu cho ông Trump. Họ muốn có một cái người bảo thủ hơn, và đặc biệt Nikki Haley có thể thu hút được lá phiếu của nữ giới. Thì không rõ ông Trump có còn suy nghĩ đến Nikki Haley hay không. Nhưng quý vị biết là giữa hai nhân vật này, bà Nikki đã từng có những cái sự chỉ trích cũng rất là quyết liệt đối với ông Trump. Thì không biết bây giờ bà còn có cửa hay không. Nhưng mà ông nói là ông đã lựa chọn rồi, chỉ vì ông không muốn nói ra thôi. Trong khi đó thì cái cặp bài trùng là Biden và Kamala Harris đã coi như là đã đâu vào đó sẵn rồi, đã lên khuôn và định hình sẵn rồi. Còn bên phía này ông Trump lựa chọn về nhân vật đứng phó với ông vẫn là một ẩn số. Trong khi chúng tôi nói là ngoài những cái người đang hy vọng là được ông Trump lựa đứng phó đó, thì những cái nhân vật chính trị gia và nhà lập pháp, thậm chí là chuẩn bị bước vào cuộc bầu cử sắp tới đây nè, đang rất là mong chỉ cần ông Trump mà nói một tiếng thôi, tôi ủng hộ nhân vật đó đó, thì người đó sẽ sướng rơn, là bởi vì cái base của ông Trump ở trong đảng Cộng Hòa vẫn còn rất là lớn. Nhưng mà không phải ai cũng như vậy, thưa quý vị, không phải ai cũng như vậy. Ví dụ như cựu thống đốc của Maryland là ông Larry Hogan, một người Cộng Hòa và chuẩn bị ra tranh cử để tìm kiếm một chiếc ghế ở trên Thượng viện đó. Thì Larry Hogan là một người cũng có hay chỉ trích ông Trump lắm. Nhưng mà vừa rồi khi cựu tổng thống trở về Quốc hội, ông chìa cái nhành ô liu ra để mà ông nói rằng là bây giờ đảng Cộng Hòa phải đoàn kết lại sau lưng tôi, sau lưng ông, để mà giành thế đa số từ Hạ viện cho đến Thượng viện hay là ở các tiểu bang. Ông có dằn mặt những người trước đây đã từng phản đối ông, không có trung thành ông và bỏ phiếu để mà luận tội trút phế ông. Ông nói đó, bây giờ số phận của những người đó ở đâu không có biết nữa. Ví dụ như bà Liz Cheney, ví dụ như ông Adam Kinzinger, những dân biểu bên phía đảng Cộng Hòa chỉ trích ông cho lắm, bây giờ bay ghế rồi. Nhưng mà vừa đấm vừa xoa, ông cũng chìa nhành ô liu và đưa ra một số cái sự ủng hộ đối với những nhân vật mà thường lên tiếng chỉ trích ông. Ví dụ như ông Larry Hogan, cựu thống đốc ở Maryland này đây, thưa quý vị. Ông Trump có nói rằng tôi mong là ông Larry Hogan thắng, và tôi chính thức là tôi bày tỏ cái sự ủng hộ đối với ông ấy. Nhưng mà thưa quý vị, rất là bất ngờ, vào cuối tuần này nè, Larry Hogan Chuẩn bị ra tranh cử cho một chiếc ghế thượng viện, thượng nghị sĩ ở Quốc hội Liên bang, ông ấy thẳng thừng nói với truyền thông, tôi đâu có tìm kiếm cái sự ủng hộ của ông Trump. Cho nên tôi không có nhận cái sự ủng hộ đó. Tôi không có nhận cái sự ủng hộ đó. Tôi hơi sốc mà nha, tôi hơi bất ngờ sao ông Trump lên tiếng ủng hộ tôi. Nhưng mà tôi không có đồng ý, tôi không có nhận cái sự. Hơi cảm ơn cái tấm thịnh tình của ông Trump. Chắc chắn cái sự từ chối này của Larry Hogan sẽ như một cái bát nước lạnh hắt vào cựu Tổng thống Trump, thưa quý vị. Bởi vì từ xưa tới nay, có ai mà dám từ chối cái sự ủng hộ của ông Trump để mà ra tranh cử ngay trong đảng Cộng Hòa như thế này? Vậy mà Larry Hogan dám. Ông ấy nói rằng là, ủa sao kỳ vậy? Mới có khoảng 10 ngày trước đây nè, mọi người nhớ không? Chiến dịch tranh cử của ông Trump đó đã đè bẹp, coi như là dập tôi té tua. Chỉ vì tôi lên tiếng tôi nói rằng bồi thẩm đoàn ở Manhattan đã đưa ra cái phán quyết là ông Trump có tội. Và ông Trump được quyền kháng án cho cái quyết định đó. Thì hãy tôn trọng cái tiến trình tố tụng ở tòa. Và bây giờ cả hai phía luôn, đừng có châm dầu vào lửa nữa, mà chúng ta hãy tôn trọng và hãy để cho luật sư của ông Trump làm đúng cái phần việc của mình. Tôi nói như vậy có gì là sai, mà sau đó bên phía chiến dịch tranh cử của ông Trump đã chửi tôi te tua luôn. Vậy mà bây giờ ông Trump lại quay ra để mà ủng hộ tôi hơi sốc à nha. Tôi cảm ơn, nhưng mà tôi xin từ chối cái sự ủng hộ đó. Thì đó cũng là một điều làm cho dân tình người ta rất là ngạc nhiên vào cuối tuần vừa rồi. Và cũng nhân nói về chuyện hai nhân vật là Trump và Biden ra tranh cử đó, ra tranh luận đó thưa quý vị. Thì ông bác sĩ riêng của ông Trump là ông Ronny Jackson vào hôm Chủ nhật nè cũng xuất hiện trên truyền thông. Và ông ấy thề một điều rằng ông ấy đang yêu cầu hai cái nhân vật, nhất là ông Biden bên kia kìa, trước khi ra tranh luận và sau khi ra tranh luận phải làm một cái bài test để mà coi là có thuốc thang, có chơi thuốc gì hay không. Và cái chuyện này không phải là mới. Nhưng mà ông Ronny Jackson là một dân biểu bên phía đảng Cộng Hòa và là bác sĩ riêng của ông Trump. Người cũng đã từng được mệnh danh là Candyman, có nghĩa là hồi mà trong tòa Bạch Ốc đó thưa quý vị. Cũng có những cái lời tố cáo, cũng có những cái bản kết luận của Ủy ban điều tra ở trong tòa Bạch Ốc đó. Họ nói là cái bác sĩ này là thường xuyên là kê thuốc. Họ kê những cái thuốc an thần hay là những cái loại thuốc cho nhân viên của tòa Bạch Ốc mà không cần phải có giấy bác sĩ nào hết. Và thậm chí là hay đưa ra những cái lời mà chỉ trích và cho rằng là ông Biden là cũng hay dùng thuốc, khiến cho dân tình mới nói rằng tại sao ông Ronny Jackson này thường xuyên cứ đưa ra những cái thuyết âm mưu về chuyện dùng thuốc, hay chính ông ấy đã từng phải kê rất nhiều thuốc cho cựu Tổng thống Donald Trump. Vào ngày hôm nay xuất hiện trong cái cuộc phỏng vấn trên truyền thông cũng vậy, cũng thề là Biden sẽ phải cung cấp cái giấy chứng nhận là có đi test, là không có dùng thuốc trước và đằng sau cái cuộc tranh luận như vậy. Tòa Bạch Ốc ngày thứ hai nói gì thưa quý vị? Họ nói rằng không cần phải nói nhiều nữa. Những cái ý kiến, những cái thuyết âm mưu của ông Ronny Jackson này và đã được bên phía đảng Cộng Hòa hưởng ứng đó, nó chứng tỏ điều gì? Nó chứng tỏ là bên phía ông Trump đang rất là lo sợ về cái màn trình diễn của ông Biden, nhất là sau khi ông ấy đọc thông điệp liên bang vào hồi tháng 3. Chứng tỏ là cái màn trình diễn đó của ông Biden ngay tại Quốc hội đã thành công. Cho nên Cộng Hòa bây giờ mới sợ, mới thường xuyên tung ra những cái thuyết âm mưu như thế này đây thưa quý vị. Và tòa Bạch Ốc cũng nhắc lại cái sự kiện gọi là Jackson Incident của ông Trump. Quý vị nhớ là khi ông Trump có thường xuyên là lêu nói ông Biden là già nua, là sụt giảm trí nhớ và kêu gọi Biden phải đi lấy những cái bài test về nhận thức đó. Thì chính ông Trump cũng nhầm lẫn tên của vị bác sĩ riêng của mình. Thay vì là Ronny Jackson thì ông Trump nói thành Ronny Johnson. Và bây giờ tòa Bạch Ốc ngày thứ hai hôm nay vẫn sử dụng lại sự kiện này để mà nhắc nhở cho cử tri biết ông Trump thường xuyên chê bai ông Biden là già nua kém cỏi, nhưng chính cựu Tổng thống 45 cũng thường xuyên nhớ quên và nhầm lẫn như thế này. Thì đó là một ý của một vị bác sĩ riêng của ông Trump. Sáng ngày hôm nay là trên CNN thưa quý vị, là đài truyền thông mà sẽ là nơi đứng ra để tổ chức cuộc tranh luận đầu tiên giữa hai nhân vật ứng cử viên Tổng thống đó. Thì có một cái cuộc phỏng vấn trên CNN giữa người ký giả là Casey Hunt và người phát ngôn viên chính thức của chiến dịch tranh cử của ông Trump là cô Caroline Leavitt. vừa mới diễn ra vào sáng ngày hôm nay thứ Hai luôn thưa quý vị. Lẽ ra là cái cuộc phỏng vấn này nó sẽ diễn ra êm xuôi và chắc chắn là bên phía chiến dịch tranh cử của ông Trump thừa biết là mình xuất hiện trên CNN, cái đài truyền thông mà ông Trump hay gọi là đài thổ tả đó, thì chắc chắn là sẽ có những cái câu hỏi hóc búa. Họ đã phải chuẩn bị trước tiên, nhưng cuối cùng cái cuộc phỏng vấn chỉ diễn ra có vài giây thôi. Khi mà bên ký giả CNN hỏi đại diện của bên chiến dịch tranh cử của ông Trump là nhận định sao về cái màn chuẩn bị của ông Trump tới đâu rồi và sắp tới là cái cuộc tranh luận nó sẽ diễn ra như thế nào, thì bên chiến dịch tranh cử của ông Trump là bà Caroline Leavitt đã trả lời một câu mà ngay lập tức bên CNN đã tắt phục, đã ngừng ngay cái cuộc phỏng vấn thưa quý vị, cắt đứt không cho trực tiếp, không cho phỏng vấn nữa. Khi mà bên phía ông Trump nói rằng là ôi chắc chắn rồi, cái người mà điều phối chương trình Jack Tapper là đã từng có lịch sử là hay chỉ trích ông Trump lắm. Bên CNN cảnh cáo là nếu như cô đó mà tiếp tục mà đưa ra những cái lời bôi nhọ đối với người đồng nghiệp của tôi thì tôi sẽ dừng cuộc phỏng vấn này. Nhưng mà bên phía ông Trump vẫn tiếp tục đưa ra cái thuyết âm mưu là ông Trump chuẩn bị bước lên một cái sàn đấu mà cái người điều phối lại là CNN, 3 đánh 1 không chột cũng què. Và vì vậy nhưng mà ông Trump dù có khó khăn gì thì ông ấy vẫn sẽ thắng cái cuộc tranh luận đó. Và vì cái thuyết âm mưu đó cho nên đài CNN vào sáng ngày thứ Hai thưa quý vị đã cắt đứt cái phần phỏng vấn dở dàng và đưa ra một cái lời tuyên bố nếu như cứ tiếp tục truyền bá những cái âm mưu như thế này thì sẽ không có những cái cuộc phỏng vấn tương tự như vậy nữa. Là đó là những gì đang diễn ra vào sáng ngày hôm thứ Hai liên quan đến cuộc tranh luận giữa hai ứng cử viên tổng thống. Và Hoàng Vy xin phép được trở lại sau ít phút dành cho thương mại.